Các bác vừa được thưởng thức cái độ uy lực của bộ dàn mini Panasonic SAP-MX80, một trong những sản phẩm trong cái hệ sinh thái của Panasonic. Đã giới thiệu tới các bác rất là nhiều về những cái model của thương hiệu Panasonic này, và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác một cái phiên bản 80, một trong những phiên bản dàn mini nghe để các bác có thể chơi ở bàn vi tính, phòng ngủ hay là phòng làm việc. PMX80 là cái phiên bản nâng cấp của phiên bản PMX70. Ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có thêm một cổng USB DAC để chơi nhạc từ máy tính sang chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra những tính năng còn lại như là USB hoặc là Bluetooth cũng như là CD thì bộ này vẫn đầy đủ hết các bác nhé. PMX80 về hàng hình thức đẹp khoảng 98-99% khiển zin, với mức giá đang sale off là 7 triệu các bác nhé. 7 triệu một bộ đẹp xuất sắc như thế này. Quay cho các bác xem. Khiển zin thêm vừa cho các bác xem rồi. Đây là hai vế căng, tuyệt đẹp luôn. Loa đây, 3 đường tiếng, công suất 60W một kênh, trở kháng loa là 3 ohm, bass đường kính 14cm gân cao su, trung âm đường kính 2cm, chép đường kính 1cm. Góc cạnh loa cực tuyệt vời, cũng như là ampli rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy ở trên mặt lưng này. Cái này là bẩn gáo ghét nhé, cái này sẽ lau đi được các bác nhé, chứ không phải bị xước đâu. Ok, đây là phía mặt trước của PMX80. Thì các bác có thể nhìn thấy đây là một trong những cái thiết kế truyền thống của cái thương hiệu này rồi. Cần gạt bát chép được bố trí ngay mặt trước, núm vặn âm lượng, khay đĩa CD, USB đọc flash wireless, tắt bật máy. Phía sau của máy thì sẽ có kết nối của cầu ra dây loa cũng như là đổi dây nguồn vào với nguồn điện 100V. Máy được sản xuất năm 2019. Ngoài ra thì PMX80 còn hỗ trợ thêm một đường AUX in ở phía sau để các bác có thể tiếp kết nối những thiết bị khác như là những cái thiết bị ngoài. Nói chung là con này thì thực tế này nó đã có Bluetooth cũng như là USB DAC từ máy tính sang, thì chúng ta cũng không cần phải cắm thêm cái thiết bị gì nữa, chỉ việc cắm vào chơi nhạc thôi. PMX80, một trong những cái bộ dàn mini bass rất là uy lực các bác nhá, với mức giá là 7 triệu các bác nhá. Ngoài ra, nếu bác nào quan tâm tới bộ dàn cũng y chang như thế này, nhưng yêu cầu hơn, khó tính hơn một chút, đó là phải có ngõ chơi từ máy tính sang, từ tivi sang ấy, thì các bác phải chơi nên cho em cái bộ đó là bộ PMX90 các bác nhá. PMX90 thì cái bộ đó nó với có cái ngõ quang optical. Bộ này thì các bác chơi nhạc thể loại gì cũng được. Hiện tại thì em đang chơi nhạc từ Bluetooth sang. Bộ này các bác có thể chơi CD, USB, Bluetooth và máy tính. Nói chung là dòng nhạc gì các bác cũng có thể chơi được. Yêu nhau mấy mùa trăng để lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay đàn trại bưng mâm. Em sao anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào chào anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi yêu quá xa em ơi. Rồi mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng hứa hô anh khóc đón em về chân rồi. Ba phá bay đâu cũng trời. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Lòng sau anh quyết mà làm giàu. Cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sống nhất. Ra khơi đưa người vượt biển.
mẹ chờ thư về ngồi thêm thuốc miếng trâu cây. Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm. Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Tây đô sẽ sống lại yêu. M² và bộ này thì sẽ chơi đa thể loại nhạc các bác nhá, cả EDM cũng như non-stop. Mức giá của máy là 7 triệu kèm khiển zin. Bác nào quan tâm tới một bộ PMX80 đẹp xuất sắc như thế này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào.